Chăm chú, lắng nghe và đầy cảm xúc là những gì giảng viên sinh viên của trường Đại học Nông Lâm có được trong buổi chiếu phim đặc biệt này. Không phải là một bộ phim thương mại nhưng lại vô cùng thu hút các bạn sinh viên đến rạp. Gần 400 bạn sinh viên cùng các thầy cô ôn lại trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ, những mất mát, hy sinh của thế hệ ông cha đi trước. Năm 1984, báo New York Times đã đánh giá Điện Biên Phủ là một trong 16 trận thắng tạo bước ngoặt trong chiến tranh hiện đại. Báo Người Quan Sát còn viết Điện Biên Phủ là một trong những trận giao chiến. Với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thì đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường vẫn thường xuyên tổ chức chiếu phim vào các ngày lễ lớn cho của nhà nước, thì để làm sao cho các bạn sinh viên có thể biết được cái truyền thống của dân tộc. Đối với các bạn sinh viên thì hôm nay đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường thì chiếu một bộ phim rất là không phải là mới, nhưng mà cũng là những thước phim rất là quý giá để cho các bạn sinh viên có thể biết được về truyền thống của dân tộc ta, và từ đó các bạn có thể có những cái biết những cái khả năng biết được những cái mất mát của dân tộc ta trong những năm tháng chiến tranh. Ký ức Điện Biên được đánh giá là bộ phim hay về chiến dịch Điện Biên Phủ, hấp dẫn khán giả ở sự đan xen giữa ký ức và hiện tại, sự kết hợp khéo léo giữa hồi tưởng quá khứ và mong ước tương lai. Những cảnh chiến đấu được đặc tả một cách chân thực, sống động. Khán giả có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm, hy sinh của bộ đội trong những trận đánh giáp lá cà, khi giữa quân ta và quân Pháp chỉ cách nhau cái hào vài mét hay trực tiếp đối mặt. Khán giả cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Điện Biên với màu trắng tinh khiết của hoa ban hay vị ngọt thanh của mật hoa rong giềng. Giới trẻ của bọn em hiện nay thì rất là thích xem phim. Về đề tài, về lịch sử của đất nước mình thì rất là hiếm khi bọn em được xem. Về bộ phim ngày hôm nay thì em thấy cảm thấy rất là ý nghĩa và luôn mang những điều tốt đẹp cho bọn em, khơi dậy lòng tự hào và yêu nước. Với những cái thước phim như này thì trường em cũng đã tổ chức và xem khá là nhiều lần rồi. Thì trong đấy thì em cũng cảm thấy là nên có những cái lần trải nghiệm như này để có thể phát triển cho các thế hệ sau, có thể biết được thêm các về cái chiến thắng của Điện Biên Phủ, đặc biệt là cái 75 năm này. Thì em cũng rất là thông cảm đến cho các sự hy sinh mất mát cho của quá khứ cho đến hiện tại. Sinh viên ngày nay thì có thể theo như bản thân em, cá nhân em thấy thì sinh viên hiện nay có thể là sẽ trau dồi hơn về kiến thức của cá nhân cũng như là cũng các hoạt động để có thể trau chuốt cho bản thân mình ngày càng phát triển hơn và giúp ích cho nhiều thật nhiều cho xã hội ạ. Thông qua việc xem phim giúp sinh viên hiểu sâu sắc về diễn biến, ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Mai mà có mấy đi cùng, không thì buồn lắm. Cho những nhà quan bảo, cho chỉ mấy hôm nữa, ai lại đi đường nào?